Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Khách quốc tế tăng vọt, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm hàng đầu. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 cho người đủ điều kiện. Theo chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 hôm nay, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Theo báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội, quá trình triển khai, thực hiện luật quy hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song cũng còn nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai luật quy hoạch. Để luật quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, đoàn giám sát kiến nghị cho phép lập đồng thời các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp thấp hơn thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, trừ quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Khi có nội dung không thống nhất với quy hoạch cấp cao hơn, theo hướng không phải thực hiện quy trình lập nhiệm vụ, quy hoạch và rút gọn quy trình thẩm định, phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch. Đồng thời cho phép sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để chi cho việc điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp này, áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các quy định về điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành, rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật về công tác quy hoạch còn mâu thuẫn, chồng chéo để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành không đúng thẩm quyền, có quy định chưa phù hợp hoặc không thống nhất với luật quy hoạch, làm phát sinh thêm quy trình thủ tục hoặc quy định thêm nội dung quy hoạch. Về giải pháp trong dài hạn, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết toàn diện tình hình triển khai thực hiện luật quy hoạch và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, kiến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh này để đề xuất đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt 172,9 nghìn lượt người, tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là một tín hiệu tích cực sau khi Việt Nam công bố mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15 tháng 3. Các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Theo Tổng cục Thống kê, trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng, lượng khách đến từ châu Úc và châu Mỹ tăng mạnh nhất với mức tăng 2.918% và 2.192%. Tiếp sau đó là khách đến từ châu Âu với mức tăng hơn 975%. Khách đến từ châu Á tăng 222% và châu Phi tăng 168%. Dữ liệu phân tích thị trường của Google cho thấy đang có sự gia tăng rất nhanh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam. Trên toàn cầu, Việt Nam giữ vị thế là một trong vài quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất, đạt trên 75%. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Úc, Singapore, Pháp, Nhật Bản, Đức, Canada, Ấn Độ, Anh, Thái Lan. Trong đó, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không đến Việt Nam, cơ sở lưu trú tại Việt Nam đều có chiều hướng tăng trưởng rõ rệt. Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam. Đáng kể đến là Khánh Hòa tăng 347,6%, Cần Thơ tăng 88%, Phú Thọ tăng 80,6%, Quảng Nam tăng 67,8%, Hà Nội tăng 61%, Quảng Bình tăng 29,6%. Vừa qua, Bộ Y tế đã gửi công văn đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm mũi 4 cho người đủ điều kiện. Trong công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Các tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, cho người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và hoàn thành trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Liên quan đến cơn mưa kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ, diễn ra chiều ngày 29 tháng 5, khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng, xe cộ chìm trong biển nước. Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đây là hiện tượng mưa dông nhiệt có cường độ lớn, vượt qua kỷ lục được thiết lập từ năm 1986. Sau cơn mưa trên, dự báo khu vực miền Bắc nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa đá, ngập úng. Tại Việt Nam, hiện tượng dông nhiệt thường xuất hiện vào mùa hè, khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Với diễn biến trên, cơ quan khí tượng dự báo thời gian tới miền Bắc sẽ xuất hiện mưa nhiều hơn trung bình các năm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trước mắt, từ nay đến ngày mai, 31 tháng 5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ, nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120mm trên một đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thủ đô Hà Nội dự báo có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Liên quan đến vụ bạo lực học đường diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, một vấn đề được đặt ra là cách ứng xử của các bậc phụ huynh khi có con bị bạn bè bạo lực ở trường học. Anh Bùi Khánh Nguyên, diễn giả độc lập về giáo dục đã chỉ ra một số quyền của cha mẹ với nhà trường và những lưu ý không được làm để tránh sự việc đi xa. Theo chuyên gia, những quyền của cha mẹ phụ huynh bao gồm: thứ nhất, quyền được nhà trường chủ động thông tin ngay khi có sự việc xảy ra vượt quá mức độ thông thường. Thứ hai, quyền được nhà trường thông tin rõ ràng về chính sách, nội quy của nhà trường đối với các hành vi bị kỷ luật của học sinh, cũng như quy định thực hiện các biện pháp kỷ luật học sinh. Chính sách này phải được xây dựng từ trước và được thông tin tới toàn thể cộng đồng học sinh, giáo viên, nhân viên và cha mẹ. Trong trường hợp trường không có chính sách này, cha mẹ có thể yêu cầu trường áp dụng theo điều lệ trường phổ thông hoặc theo các thông tư quy định việc khen thưởng kỷ luật học sinh. Tất cả các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế đều yêu cầu nhà trường phải có chính sách bảo vệ an toàn và hạnh phúc well-being của học sinh. Thứ ba, quyền yêu cầu nhà trường lập hội đồng kỷ luật để xem xét vụ việc xâm phạm tới con mình và quyền được tham gia các cuộc họp với nhà trường để trao đổi thông tin, giải quyết sự việc. Thứ tư, quyền yêu cầu nhà trường có chính sách bảo vệ an toàn cho con trong trường hợp con bị đe dọa bởi bạn bè hoặc người lớn trong trường. Thứ năm, quyền yêu cầu cho con tạm ngưng học để ngăn chặn việc xấu xảy ra cũng như bảo vệ tâm lý cho con. Thứ sáu, quyền được yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ từ các nhân sự liên quan trong trường như y tá trường, chuyên viên tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm. Thứ bảy, quyền khiếu nại về việc nhà trường không thực hiện đúng quy định kỷ luật học sinh cũng như không ngăn chặn bạo lực học đường. Thứ tám, quyền được báo cảnh sát trong trường hợp trường không giải quyết sự việc hợp lý dẫn tới việc con bị thương tích, xâm hại. Bên cạnh các quyền của mình, phụ huynh cần lưu ý có thể không có các quyền nhất định. Thứ nhất, không được gặp trực tiếp học sinh gây ra thương tích hay xâm hại bạn. Lý do trường học phải ngăn chặn cuộc gặp gỡ này từ phía bị xâm hại. Cha mẹ có thể không kìm chế được và lao tới tấn công đứa trẻ phía bên kia. Như vậy, từ một cái sai này sẽ dẫn đến một cái sai khác và tiếp tục đẩy tình huống và mức tệ hơn lúc ban đầu. Thứ hai, không được gặp trực tiếp gia đình của đứa trẻ gây ra lỗi. Với lý do tương tự là tránh xung đột, bạo lực giữa hai gia đình. Thông thường nếu có tổ chức gặp, phải được tổ chức trong trường và do nhà trường sắp xếp. Liên quan đến vụ việc máy bay của hãng Tara Air mất tích tại Nepal, sáng hôm nay một quan chức quân đội cho biết các đội tìm kiếm của Nepal đã xác định được vị trí đống đổ nát của chiếc máy bay mất tích. Viết trên Twitter, người phát ngôn của quân đội Nepal, ông Narayan Sigur cho biết, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã xác định được vị trí thực tế nơi máy bay rơi và đăng hình ảnh hiện trường cho thấy các bộ phận của chiếc máy bay vương vãi trên rìa một ngọn núi. Số hiệu 9NAET của chiếc máy bay có thể nhìn rõ trong bức ảnh. Các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã đưa được 14 thi thể ra khỏi hiện trường trong vụ tai nạn. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của sân bay quốc tế Chihovan ở thủ đô Nepal cung cấp thông tin trên và cho biết việc tìm kiếm những người khác vẫn đang tiếp tục. Máy bay của hãng Tara Air chở 22 người khởi hành vào sáng ngày 29 tháng 5 đã mất liên lạc với đài không lưu không lâu sau khi cất cánh. Máy bay cất cánh từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía Tây Bắc, bay đến khu vực Yomsan, cách thủ đô 80 km về phía Tây Bắc.
Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cảnh một người đàn ông dũng cảm cứu một gia đình trên chiếc xe bị mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo. Theo clip, sáng 29 tháng 5, một gia đình đang đi xe máy tay ga đổ đèo Tam Đảo thì bị mất phanh. Chiếc xe trôi rất nhanh, không thể dừng lại được. Người vợ ngồi phía sau, tay vừa bế con, vừa liên tục ra tín hiệu kêu cứu. Lúc đó, một người đàn ông đi xe máy màu đỏ, thấy vậy liền tăng tốc đuổi theo một đoạn đường mới tiếp cận được gia đình ba người trên chiếc xe máy mất phanh kia. Nhanh chóng, người đàn ông dùng tay kéo chiếc xe máy kìm lại và cả bốn người đã dừng một cách an toàn bên lề đường, tránh được một vụ tai nạn có thể xảy ra. Được biết, người đàn ông dũng cảm trên là anh Đinh Văn Chiến, 30 tuổi, trú ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, làm nghề sửa chữa xe lưu động trên khu vực Tam Đảo và buôn bán môi giới bất động sản ở khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp của tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.